Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày hôm nay, nhà cửa sụp đổ do lũ lụt lịch sử, Bắc Kinh phát động báo động đỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây ra lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở vùng nông thôn. Chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra lời cảnh báo thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo thời tiết dị thường, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong tháng này đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản, trong khi nắng nóng gay gắt đã làm tắc đường ở khu vực khác của đất nước. Các nhà chức trách đã đưa ra lời cảnh báo về thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng những hiện tượng này là bằng chứng rõ ràng nhất về tác động của biến đổi khí hậu. Lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Châu Giang, vùng trũng thấp ở phía Nam. Tuy nhiên, năm nay Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Theo Bộ Tài nguyên, mực nước tại một số địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt mức kỷ lục trong lịch sử trong tuần này, trong khi các khu vực khác của tỉnh Phúc Kiến lân cận và vùng Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục. Hơn nửa triệu người đã phải sơ tán trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Tại các thành phố Quảng Châu và Thiệt Quan ở tỉnh Quảng Đông, lượng mưa lớn đã biến đường thành sông và người dân phải được đưa đến nơi an toàn bằng xuồng cứu sinh. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt là hơn 1/4 tỷ đô la. Mặt khác, 7 tỉnh ở miền Nam, miền Bắc của Trung Quốc đã cảnh báo hiệu cư dân không nên ra ngoài khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Đài truyền hình nhà nước CCTV tuần này đã công bố những con đường xi măng nứt nẻ dưới cái nóng khắc nghiệt ở tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, nhu cầu điện tăng lên ở mức kỷ lục ở một số thành phố miền Bắc trong tuần này do người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ để giảm bớt cái nắng nóng. Tại tỉnh Sơn Đông, nơi sinh sống của hơn 100 triệu người, lượng điện sử dụng đạt hơn 95 triệu kW vào thứ Ba, đánh bại mức cao nhất năm 2022 là 92 triệu kW. CCTV cho biết, nhà hoạch định kinh tế trung ương của Trung Quốc ước tính rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ ở Trung Quốc năm ngoái đã gây ra thiệt hại 25 tỷ USD, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 của công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho thấy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Tư cảnh báo rằng lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau, thịt lợn, chủ yếu là đẩy lạm phát lên cao. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong nước ngày càng trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn, lan rộng hơn. Trước đó, Xi Tran, phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết sự nóng lên toàn cầu và sự kiện La Nina đang góp phần gây ra nhiệt độ cao bất thường và mưa cực đoan ở Trung Quốc. Khi bầu khí quyển của trái đất nóng lên, nó giữ nền nhiệt độ ấm hơn, khiến cho những trận mưa như chút nước trở nên dữ dội hơn. Hiện tượng La Nina dẫn đến sự lạnh đi của nhiệt độ bề mặt ở trung tâm và phía đông của xích đạo Thái Bình Dương, gây ra những trận lũ lụt tàn phá ở Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ, các thành phố bọt biển và vỉa hè dễ thấm nước nhằm hạn chế sự tàn phá trong mùa mưa lũ hàng năm. Scott Moore, một nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania tập trung vào chính sách môi trường của Trung Quốc, cho biết những trận lũ lụt gây thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một hiệu ứng biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau vào thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Trung Quốc là quốc gia đốt than lớn nhất trên thế giới và thải ra nhiều khí nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Nó đặt mục tiêu trở thành trung hòa carbon vào năm 2060, nhưng chính quyền địa phương đã đẩy mạnh đầu tư vào cả năng lượng tái tạo và than đá trong những năm gần đây. Bắc Kinh cũng chưa vạch ra chính thức dự định đạt được mục tiêu phát thải của mình. Các nhà bảo vệ môi trường đã cảnh báo rằng nếu không xác định được kích thước của đỉnh hoặc là đạt mức giới hạn tuyệt đối, về cơ bản Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng lượng khí thải cho đến năm 2030. Hàng trăm ngàn người Trung Quốc phải sơ tán do mưa lũ. Theo hãng tin Jitter, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tại ít nhất 2 quận ở tỉnh Quý Châu phía tây nam của Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng hơn 60 năm qua. Ở khu tự trị Quang Minh gần đó, một ngôi nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và lở đường. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay những cơn mưa rông đầu mùa hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Wai-sue, chuyên gia tại trang thời tiết của weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam của Trung Quốc và hai khối không khí bị tắc nghẽn ở đây gây nhiễu loạn không khí và sinh ra mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn và do tác động của sự suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Gần 1/2 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông. khi khu vực miền Nam nước này đang hứng chịu những đợt mưa lớn nhất trong hơn 60 năm cuối tuần qua. Lũ lụt do mưa lớn gây ra buộc 187.600 người phải đi sơ tán, 1.759 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu USD. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây ra lở đất nghiêm trọng và đường xá bị ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên. Lượng mưa lớn ở tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961 với lượng mưa trung bình lên tới 621 mm trong 46 ngày từ ngày đầu tháng trước đến giữa tháng này. Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin lượng mưa đo được tương đương với 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2022. Các chuyên gia thời tiết nói rằng thời tiết cực đoan đã khiến cho miền Nam của Trung Quốc đón nhiều cơn bão, khi miền Bắc thì hứng chịu nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mưa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng này và xảy ra nghiêm trọng nhất ở vùng nông nghiệp đông dân dọc theo sông Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ. Mưa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng này, nghiêm trọng nhất tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Trường Giang cùng với Phụ Lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1 mm, cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu người dân ở Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng từ những ngày cuối tháng trước đến ngày nay. 223.000 ha đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hoại. Trái ngược với miền Nam, các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Sơn Đông đang phải chống chọi với những đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Supercom đặt một xưởng sản xuất đều vào khoảng 40 độ vào những ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài với trung tâm nắng nóng là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài vào tháng này ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra. Nắng nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhu cầu điện tối đa ở Hà Nam đã lập mức kỷ lục 65,34 triệu kW vào ngày Chủ nhật vừa qua. Nhu cầu của tỉnh Giang Tô cũng vượt qua mức 100 triệu kW. Thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển đổi đất nông nghiệp thành thành phố, giúp cho hàng triệu người dân ở vùng nông thôn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng trong quá trình theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế, nước này cũng đã trở thành quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất trên thế giới, với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vượt quá mức khí thải của tất cả các quốc gia phát triển cộng lại. Thưa quý vị, Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tổng cộng có 101 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc đã làm sập đổ 35 tòa nhà ở một khu công nghiệp thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 39 tuổi cùng Giang Pheng 23 tuổi nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Heng Tai Yu vào lúc 11:40 ngày thứ Ba. Theo các nhà chức trách, đến nay có 8 người bị thương trong thảm họa lở đất này. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới lớp bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng lớn gần 110.000 m2 chỉ còn lại là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt ở gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa, tầm nhìn xa vào ban đêm kém và lượng bùn đất lớn khiến cho những yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Trưa hôm thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc đã xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã kéo đổ 25 tòa nhà, chôn vùi rất nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên đến 91 người, trong đó có 69 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.600 người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân của vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Vibac của Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc đã đánh giá phần lớn bị lở đất là do bồi đắp đất nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu vực tập kết phù sa, loại đất thải ra quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng lớn loại đất tích tụ quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng Tân Hoa xã cho biết sau vụ lở đất, đất lở bao phủ một khu vực lên đến 380.000 m2. Theo lời một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm xe chở đất thải xây dựng đến đổ ở đây. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải, chi phí là 260 nhân dân tệ, khoảng 39 USD. Ông Quang Minh, một công nhân đến từ tỉnh Hà Nam cho hay, nhiều người thân của ông đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau vụ sạt lở đất. Cha mẹ, con trai, con gái, vợ và gia đình, chị gái, gia đình chị dâu của tôi đều bị vùi lấp trong đó. Tôi đã gọi hơn 40 cuộc nhưng không ai trong số họ bắt máy, ông Quang Minh đau đớn chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải của màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!